Đây là những cái tên, những niềm hy vọng của đội tuyển U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Akira Iziri, thủ môn Kiều My, đội trưởng Bảo Trâm, Như Quỳnh số 3, Thanh Thảo số 4, Ngọc Anh số 5, Nhật Lan số 6, Vũ Thị Hoa số 7, Nguyễn Thị Thùy Nhi số 8. Số 9 là sự có mặt của Ngọc Minh Chuyên, người chơi cao nhất sàn tấn công. Ngoài ra thì có cả Lưu Hoàng Vân số 10, Nguyễn Thúy Linh số 14. Còn đây là sự góp mặt của các cô gái Iran. Trợ giúp khung thành là thủ môn Fatemek, số 2 Kimia, số 4 Fatemek, số 7 tiền đạo Moha Deses, số 8 là Rosin, số 9 Fatemek Fasadiek, số 10 Hasti, số 11 Sara, số 13 Nastaram, số 17 Fatemek Sotoden và số 19 là Elaher. Ngày hôm nay thì các học trò của huấn luyện viên Akira được ra sân với trang phục truyền thống màu đỏ. Với các cô gái Iran thì họ sẽ ra sân với trang phục màu trắng. Trong trận đấu sớm của bảng đấu này thì đội tuyển nữ U20 Australia đã giành chiến thắng trước Liban với tỷ số 5-0. Australia sẽ được coi là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho một trong hai tấm vé của bảng này. Như đã giới thiệu với quý vị và các bạn, vòng chung kết sẽ có 8 cái tên tham dự. Và lúc này chúng ta đã xác định được 4 cái tên. Đó là Uzbekistan, Nhật Bản, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc. Chúng ta đã vượt qua vòng loại 1 khi lần lượt vượt qua các đối thủ Indonesia, Singapore và Ấn Độ để góp mặt ở vòng loại thứ hai này. Và ở vòng đấu này thì chúng ta sẽ cùng thi đấu với Iran, Australia và Liban. Trận đấu đã bắt đầu và trong hiệp đấu đầu tiên thì các cô gái của chúng ta ở phần sân bên phía tay trái màn nhỏ của quý vị và các bạn trong trang phục màu đỏ truyền thống. Trong khi đó thì các cô gái Iran trong trang phục màu trắng ở phần sân bên phía tay phải. Các tuyển thủ nữ của chúng ta đang nhập cuộc một cách rất tự tin. Cũng chính trên sân vận động Việt Trì này thì chúng ta đã có được thành tích rất tốt ở vòng loại 1 với những chiến thắng đậm trước những đội bóng như Singapore hay là Indonesia. Chúng ta cầm hòa Ấn Độ và đã giành suất đi tiếp với vị trí đầu bảng. Những tình huống lên bóng của các chân sút bên phía đội khách Iran. Lúc này chơi cao nhất trên tấn công của các cô gái Việt Nam đó là tiền đạo mang áo số 9 Ngọc Minh Chuyên và số 10 Lưu Hoàng Vân. Rất tiếc là đã có lỗi việt vị của Lưu Hoàng Vân. Lưu Hoàng Vân là một cầu thủ nhỏ con nhưng cực kỳ nhanh nhẹn. Tiền đạo mang áo số 10 của U20 Việt Nam sinh năm 2006, năm nay mới có 17 tuổi. Lưu Hoàng Vân đã từng vô địch U16 quốc gia cùng với đội Phong Phú Hà Nam. Rất tiếc đó là pha phán đoán bóng không tốt của các cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng áo đỏ. Rất nguy hiểm. Nhưng với số đông nơi hàng phòng ngự thì U20 Việt Nam vẫn xử lý trái bóng một cách khá tốt. Có đôi chút chọc chọc ở tuyến dưới của các cầu thủ U20 Việt Nam. Nhưng đó là điều đương nhiên thôi. Đây là ông Akira Iziri, huấn luyện trưởng của U20 Việt Nam. Đây là một huấn luyện viên người Nhật, người cũng đã có nhiều năm gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam và các lớp giảng dạy bằng C, bằng B của AFC cho các huấn luyện viên trẻ của đất nước chúng ta. Ông Akira Iziri luôn là trợ giảng của ông Adachi Yusuke, người vừa kết thúc nhiệm kỳ làm giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Yeah.
Lúc này thì hàng phòng ngự của U20 Việt Nam đang có sự góp mặt của số 3 Nguyễn Thị Như Quỳnh và số 4 Hồ Thị Thanh Thảo. Chỉ huy hàng phòng ngự là đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm. Vòng loại thứ hai đương nhiên là sẽ rất khó khăn. Chúng ta sẽ phải đối đầu với những đối thủ mạnh có thể hình và thể lực vượt trội như Iran hay là Australia. Như Quỳnh. Và xử lý rất bình tĩnh của Nguyễn Thùy Linh. Lúc này thì đây là bà Zahan Nejati, huấn luyện viên trưởng của U20 Iran. Pha xử lý không thành công của Vũ Thị Hoa. Vũ Thị Hòa nhỏ con nhưng cũng rất nhanh nhẹn. Và tranh chấp rất quyết liệt của Thùy Linh. Pha xử lý hay của Thùy Linh nhưng rất tiếc ngay sau đó là pha chuyền bóng hỏng của Vũ Thị Hoa. Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng rất khó khăn, đặc biệt là với những cầu thủ trẻ. Đây là đội U20 Việt Nam nhưng rất nhiều những cô gái của chúng ta mới đang ở lứa tuổi 16-17. Tình huống can thiệp không tốt của Như Quỳnh, nguy hiểm. Đó là pha bóng đầu tiên mà thủ thành Kiều My đã phải trổ tài để cứu thua. Một tình huống xử lý không tốt của Như Quỳnh. Đội trưởng Bảo Trâm đã rất nỗ lực để sửa sai cho đồng đội. Nhưng tình huống áp sát nhanh của đội trưởng Moha Deser Joffi suýt nữa thì đã tạo nên một tình huống sóng gió về phía khung thành của U20 Việt Nam. Joffi rất tự tin và có cái chân trái khéo léo, đang là một trong những mũi tấn công nguy hiểm bên phía U20 Iran. Danh Thị Kiều My là thủ môn đến từ câu bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Một thủ môn được huấn luyện viên Akira đánh giá rất cao. Không có thể hình vượt trội nhưng Kiều My chơi an toàn, chắc chắn. Tình huống dẫn bóng lên tự tin của Như Quỳnh. Thế trận vẫn đang diễn ra một cách tương đối cân bằng. U20 Việt Nam chưa có được một tình huống dứt điểm nào. Trong khi đó thì không có lỗi việt vị. Người đang xuống rất nhanh đó là Ngọc Minh Truyền. Quả tạt của Ngọc Minh Truyền. Rất tiếc là cánh trái Vũ Thị Hòa đã lên chậm trong pha bóng vừa rồi. Và đây là Thùy Nhi. Thùy Nhi không chơi bóng hơi dài. Vẫn là Vũ Thị Hòa. Tình huống tiếp ứng hay của Hòa. Rất tiếc là không có tình huống đá phạt góc cho các cầu thủ U20 Việt Nam. Trọng tài cho rằng bóng đã chạm chân Vũ Thị Hoa cuối cùng trong tình huống tranh chấp vừa rồi. Và lúc này thì U20 Việt Nam đang gần như chơi với sơ đồ 4-4-2.
Pha bóng hơi chậm của Như Quỳnh nhưng vẫn là tình huống cắt bóng tỉnh táo của Thanh Thảo. Kịp không? Thủ thành Fatemek Barati đã băng ra và kiểm soát khoảng trống phía sau lưng các trung vệ rất tốt. Barati phạt bóng rất mạnh. Vị trí của Thùy Nhi sẽ là một vị trí mà huấn luyện viên Akira cần lưu tâm. Rất tốt, tình huống phù hợp nhịp nhàng giữa Thùy Nhi và Bảo Trâm. Nhưng ngay sau đó thì có tình huống mất bóng của Ngọc Anh. Nguy hiểm. Như vậy là đã có tình huống phản lưới nhà của các cầu thủ U20 Việt Nam. Không rõ đó là một tình huống phản lưới nhà hay là pha chạm bóng ghi bàn của tiền đạo áo số 11 Saradida. Các cầu thủ U20 Iran đang có một pha mừng có thể nói là rất ngộ nghĩnh. Đội trưởng John Fee đã rút biệt ống quyền ra và hình dung đó là một chiếc điện thoại để selfie. Rất tiếc đó là một sai lầm của hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo đỏ. Một tình huống tấn công không quá nguy hiểm của các cầu thủ Iran nhưng chúng ta đã hỗ trợ bọc lót không tốt. John Fee đã băng xuống vượt qua Thùy Nhi và thực hiện tình huống căng ngang nguy hiểm. Rất tiếc là Như Quỳnh ở một vị trí và tư thế tương đối thuận lợi đã không thể xử lý tốt pha bóng vừa rồi. Như vậy là bàn thắng được tính là bàn phản lưới nhà của Như Quỳnh. Rất quyết tâm. Coi! Không vào! Rất tuyệt vời, đó là câu trả lời của các cô gái Việt Nam. Rất hay, rất mạnh mẽ và cực kỳ quyết tâm ngay trong tình huống giao bóng đầu tiên mà chúng ta phải nhận bàn thua bất ngờ ở phút thứ 9. Nếu như bàn thua của U20 Việt Nam là một tai nạn thì bàn thắng của chúng ta lại cực kỳ xứng đáng. Đó là một pha tấn công quá hay với sự có mặt của Ngọc Minh Chuyên, của Lưu Hoàng Vân và người đã dứt điểm cuối cùng. Chúng ta hãy cùng xem. Có lẽ là bóng đã chạm chân Ngọc Minh Chuyên từ một tình huống phá bóng của các cầu thủ phòng ngự bên phía Iran. Không, bóng chạm chân Ngọc Anh. Ngọc Anh là người đã áp sát nhanh hơn và tạo ra một tình huống pressing rất hay. U20 Việt Nam đang chơi với sơ đồ 4-4-2 một cách tương đối rõ. Người cắt bóng là Bảo Trâm. Bảo Trâm xứng đáng là thủ lĩnh của hàng phòng ngự U20. Rất nhịp nhàng. Pha xử lý tự tin của Hoàng Minh Chuyên, đi tiếp tục Hoàng Minh Chuyên. Hoàng Vân không được. Rất tiếc là Hoàng Vân đã không thể ghi bàn trong pha phối hợp vừa rồi. Cơ hội Vũ Thị Hoa, tiếp tục. Cố lên Vũ Thị Hoa. Rất tiếc là đường chuyền không đến được vị trí của Hoàng Vân. Sau khi chúng ta có được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 thì U20 nữ Việt Nam đã có được hai cơ hội để có thể nâng tỷ số lên 2-1 nhưng rất tiếc là Hoàng Vân đều bỏ lỡ. Một tình huống bắt vô lê vọt xa và vừa rồi là một pha đối mặt với thủ thành Barati. Bảo Trâm thi đấu rất đĩnh đạc ở hàng phòng ngự của đội tuyển U20 Việt Nam. Nhật Lan đường chuyền hay. Nhật Lan đang có những đường chuyền trung bình, những đường chuyền dài cực kỳ ấn tượng. Những đường chuyền đang gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống bỏ lỡ cơ hội của Lưu Hoàng Vân. Nếu như trong pha bóng vừa rồi Lưu Hoàng Vân khéo hơn, quan sát tốt hơn và một tình huống trả ngược thì chắc chắn là lưới của U20 Iran đã rung lên rồi. Nhưng Hoàng Vân cố gắng dứt điểm ở góc hẹp. Ngọc Anh rất nỗ lực. Dứt điểm từ xa, quá đẹp. Pha dứt điểm tuyệt vời của tiền vệ trung tâm Trần Nhật Lan.
Trần Nhật Lan đang chơi cực hay ở khu vực tuyến giữa của U20 Việt Nam. Và đây chắc chắn sẽ là cái tên trong tương lai gần của đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam. Nhật Lan chơi điềm tĩnh, thông minh và rất kỹ thuật ở khu vực giữa sân. Cú đá này ở một đẳng cấp rất cao và tình huống cứu thua của thủ thành Barati cũng là một pha phản xạ tuyệt vời. Cũng là một tình huống cứu thua rất đẳng cấp. Cú đá cơ bản, bóng đi căng và hiểm. Có cảm giác như vừa rồi một cầu thủ phòng ngự bên phía Iran dùng tay chơi bóng. Vẫn là Nhật Lan tạo ra những đường truyền khó chịu. Ngọc Anh rất quyết tâm. Những pha bóng lắt léo của Ngọc Anh. Vẫn là Ngọc Anh. Ngọc Anh có lối chơi tự tin và lan xả. Joffy. Joffy và Thùy Nhi. Có 3 cầu thủ của Iran nên tham gia tấn công thôi. Nhưng tình huống đi bóng đơn giản của Joffy đã bị Thùy Nhi cùng với Bảo Trâm cắt bóng một cách dễ dàng. Và các cầu thủ Việt Nam đang có một tình huống triển khai bóng từ phần sân nhà. Rất tự tin và kỹ thuật. Đó là một cách chơi rất đáng khen của các học trò huấn luyện viên Akira. Thiết lý chơi bóng của các huấn luyện viên người Nhật là kiểm soát bóng và phát động tấn công từ phần sân nhà. Và các cầu thủ nữ của chúng ta, cho dù chưa có nhiều những trận đấu quốc tế, chưa có nhiều những giải đấu quốc tế, nhưng họ đang cho thấy được một bản lĩnh và một lối chơi tương đối rõ nét. Và nên nhớ rằng trong đội hình của U20 Việt Nam, nhiều cầu thủ mới có 16-17 tuổi. Lưu Hoàng Vân tốc độ rất tốt. Chắc chắn là có thẻ. Thẻ vàng xứng đáng dành cho trung vệ mặc áo số 4 Yusefi của Iran. Trước đó là một tình huống thoát đi rất hay của Lưu Hoàng Vân. Rất may là hậu vệ biên Thanh Thảo đã đưa ra tín hiệu cho ban luyện là Lưu Hoàng Vân không sao cả. Một cú vấp nhẹ thôi. Nhưng chúng ta hãy xem lại nhịp đi bóng vừa rồi. Mới thấy được Lưu Hoàng Vân đã có nhịp đẩy bóng cực kỳ hợp lý. Fatambek Yusefi đã phải nhận một chiếc thẻ vàng xứng đáng với tình huống. Huấn luyện viên Akue đang rất lo lắng cho chấn thương của học trò cưng Lưu Hoàng Vân. Cách chơi của U20 Việt Nam dựa rất nhiều vào tốc độ, sự càn lướt và sự đột biến của bộ đôi tiền đạo nhỏ con nhưng cực kỳ nhanh nhẹn và khéo léo Lưu Hoàng Vân và Ngọc Minh Chuyên. Thanh Thảo. Chúng ta sẽ phải tìm cách thực hiện một tình huống đá phạt hiệu quả. Nếu như cú treo bóng tầm cao thì sẽ rất khó. Thanh Thảo, cú đá thẳng. Rất nguy hiểm. Vào! Tuyệt vời! Cú đá phạt cực kỳ hiểm hóc của Thanh Thảo đã giúp cho đồng đội có được một tình huống chạm bóng cận thành và nâng tỷ số lên 2-1. Một kết quả hết sức xứng đáng đối với U20 Việt Nam. Chúng ta đã chơi rất hay trong quãng thời gian vừa qua. Và có lẽ là cho đến lúc này 2 bàn thắng vẫn là quá ít so với những gì mà các tiền đạo và các cầu thủ chia tấn công của U20 Việt Nam có thể tạo dựng. Treo bóng cực kỳ hiểm hóc. Và người ghi bàn là Ngọc Minh Chuyên. Ngọc Minh Chuyên là cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất chia tấn công của U20 Việt Nam. Và lần này thì em đã tỏa sáng. Một cú đệm lòng cận thành. Bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ thành Barati. Ngọc Minh Chuyên ghi bàn nhưng cần phải có lời khen cho quả tạt cực kỳ khó chịu của Thanh Thảo. Thanh Thảo đã có một tình huống đưa trái bóng với một quỹ đạo đi rất hiểm hóc. U20 Việt Nam cũng đã từng có những thời điểm khó khăn tại vòng loại thứ nhất của giải U20 nữ châu Á. Đó là trận đấu cuối cùng với Ấn Độ, một trận đấu mà chúng ta hòa.
thì sẽ đi tiếp, nhưng nếu như chúng ta để thua thì chúng ta sẽ bị loại. U20 Việt Nam đã bị Ấn Độ dẫn trước với tỷ số 1-0, nhưng chúng ta đã kiên trì có được bàn thắng gỡ hòa và sau đó thì giành quyền đi tiếp một cách xứng đáng với hiệu số vượt trội. Ngày hôm nay tiếp tục là một trận đấu mà U20 Việt Nam gặp khó khi bị đối thủ vươn lên dẫn trước từ rất sớm, ngày phút thứ 9. Nhưng với những quyết tâm cao độ thì các cô gái của chúng ta đã liên tục có được hai bàn thắng ở lúc này. Lội ngược dòng thành công và dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-1. Và với một tinh thần thi đấu như thế này, quyết tâm như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng có được những bàn thắng tiếp theo trong quãng thời gian thi đấu của hiệp 2. Một hiệp đấu xuất sắc của Vũ Thị Hoa, của Thanh Thảo, của Minh Chuyên. Những nụ cười rất tươi và những sự quyết tâm của các cô gái bên phía U20 Việt Nam. Hiệp 2 đã chính thức được bắt đầu và trong hiệp đấu này thì các cầu thủ chủ nhà trong trang phục màu đỏ sẽ ở phần sân bên phía tay phải, mảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Cầu thủ vào sân ở hiệp 2 bên phía U20 Việt Nam đó là tiền vệ Lê Thị Trang. Lê Thị Trang đã vào sân để thay thế cho Thùy Linh. Những pha xử lý rất tự tin của Ngọc Anh. Ngọc Anh là cầu thủ đã có bàn thắng quan trọng cân bằng tỷ số 1-1 cho các cầu thủ U20 nữ Việt Nam. Những tình huống chạm bóng đầu tiên của Lê Thị Trang. Ngọc Anh được chuyền một chạm. Tình huống thoát Brexit tốt của đối thủ U20 Iran. Zulfi. Tình huống cắt bóng rất bình tĩnh của Bảo Trâm. Các cầu thủ Iran đang có những tình huống vào bóng từ phía sau tương đối nguy hiểm. Và vừa rồi thì Bảo Trâm đã không hài lòng với một pha tranh chấp có lỗi của đối thủ. Như Quỳnh rất hay, rất nhịp nhàng. Thanh Thảo được chuyền ngay. Bóng không đến được vị trí của Ngọc Minh Chuyền. Ngọc Minh Chuyên và Lưu Hoàng Vân phối hợp với nhau rất hay ở tuyến trên của đội tuyển U20 Việt Nam. Vũ Thị Hoa, Hoàng Vân rất nhịp nhàng. Lê Thị Trang dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Akira, cho dù dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-1 nhưng U20 nữ Việt Nam không lùi xuống. Họ tiếp tục tấn công và trong pha bóng vừa rồi cả Thanh Thảo, cả Trần Nhật Lan đều không phá bóng. Họ kiểm soát bóng và tìm kiếm cơ hội để tiếp tục tổ chức những tình huống tấn công. Ngọc Minh Chuyên. Những dứt điểm vừa rồi của Ngọc Minh Chuyên là chưa thực sự hợp lý. Khoảng cách thì rất xa và tư thế dứt điểm của Minh Chuyên cũng chưa phải là tốt. Một tình huống chuyền bóng kỹ thuật bấm bóng qua hàng phòng ngự của Iran cho Lưu Hoàng Vân băng xuống sẽ là một giải pháp hợp lý hơn. Nhật Lan. Đó là những tình huống tranh chấp tốt của Nhật Lan, người đang chơi hay nhất ở tuyến giữa của U20 Việt Nam. Những bước chạy rất tốc độ của Lê Thị Trang rất hay. Lê Thị Trang. Tình huống xử lý cuối cùng của Lê Thị Trang thì lại không tốt. Những bước chạy rất mạnh mẽ. Huấn luyện viên Akira đã có những sự tính toán rất hợp lý khi đưa Lê Thị Trang, một cầu thủ trẻ có những bước bứt phá tốc độ. Mọi thứ đều hoàn hảo, trừ đường chuyền cuối cùng. Thanh Thảo rất hay, sâu kìm và sau đó là tạt bóng. Không được, rất tiếc là Lê Thị Trang đã chưa có được một vị trí và tư thế tốt nhất để nhận đường chuyền của Thanh Thảo. Quả tạt rất hay của Thanh Thảo. Đường chuyền của Thanh Thảo đã loại bỏ toàn bộ hệ thống phòng ngự của các cầu thủ U20 Iran. Nhưng đường bóng đi hơi cao so với vị trí của Lê Thị Trang. Thùy Nhi, một lần hiếm hoi mà Thùy Nhi dâng cao. Quả tạt cơ. Rất tiếc là Ngọc Minh Chuyên thì dứt điểm hụt, còn Lưu Hoàng Vân thì lại hơi giật mình và không tiếp ứng đồng đội.
Một pha bóng rất hay, một quả tạt chất lượng của Thùy Nhi, một tình huống tạt bóng sệt ở tầm thấp, một đường tạt cắt mặt và tạo ra sự khó khăn cho hàng phòng ngự cũng như là thủ môn Barati. Các cầu thủ tấn công của chúng ta sẽ không thực sự có lợi khi mà hàng phòng ngự của đối thủ cao hơn. Đó phải là những quả tạt có điểm rơi tốt. Nguy hiểm, ôi không vào. Tình huống chọn điểm rơi và dứt điểm quá hay của đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm. Lê Thị Bảo Trâm đã chọn điểm rơi cực tốt, bật cao hơn cả trung vệ mang áo số 4 Josephy và đánh đầu bật đất rất khó chịu. Ngày hôm nay nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành Barati thì U20 Iran đã phải nhận ít nhất là 4 bàn thua chứ không phải là 2 bàn như lúc này. Sẽ là những quả đá phạt chất lượng của Thanh Thảo. Hồ Thị Thanh Thảo đang chơi rất hay ở hành lang cánh phải. Bảo Trâm, Ngọc Anh. Tình huống đánh đầu nối của Ngọc Anh hơi nhẹ. Ngọc Anh là người đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho các thủ nữ U20 Việt Nam. Đó là pha bóng mà Ngọc Anh cùng với Ngọc Minh Chuyên đã tạo nên tình huống pressing lan xả. Ngọc Minh Chuyên, cố gắng lên Ngọc Minh Chuyên, không vào, bóng trúng cột dọc, mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Ngọc Minh Chuyên đã có hai tình huống dẫn bóng vào đối mặt với thủ thành Barati của U20 Iran. Cú đá quá đơn giản đối với thủ thành Danh Thị Kiều My. Rất tiếc cho Ngọc Minh Chuyên. Mọi thứ đều rất hoàn hảo. Tình huống băng xuống tốc độ rất bình tĩnh và lựa chọn góc sút hiểm hóc. Nhưng có vẻ như bóng cũng đã khẽ chạm tay của thủ thành Barati. Dứt điểm. Vẫn còn Ngọc Minh Chuyên. Còn điều gì đến cũng đã đến và người ghi bàn là Lê Thị Trang. Cái tên đã được nhắc đến trong quãng thời gian thi đấu trước đó. Sau khi vào sân thì Lê Thị Trang với một thể hình đẹp, những bước chạy với sải chân dài, kỹ năng xử lý bóng động khá tốt, đã tạo ra được rất nhiều những sự nguy hiểm về phía khung thành của Barati. Và đây là niềm vui mà Lê Thị Trang chia sẻ cùng với người thầy của mình, huấn luyện viên Akira. Niềm tin của huấn luyện viên Akira đặt vào cầu thủ trẻ Lê Thị Trang đã được đáp lại bằng một bàn thắng rất đẹp, một bàn thắng cực kỳ quan trọng để nâng tỷ số lên 3-1. Các cầu thủ U20 Iran đã rất mệt mỏi và họ gần như là không còn sức để kháng cự. Thời gian thi đấu phía trước còn rất nhiều và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng và hy vọng vào những bàn thắng tiếp theo sẽ đến. Chúng ta vừa được xem lại những nỗ lực của Ngọc Minh Chuyên, của Lưu Hoàng Vân và tình huống dứt điểm quyết đoán cuối cùng của Lê Thị Trang. Ngọc Minh Chuyên đã rất khéo léo và tinh tế trong tình huống nỗ lực bắt bóng hai, một đường chuyền ngược trở lại vừa tầm cho Lưu Hoàng Vân. Vân không thể dứt điểm thành công nhưng đã có người đồng đội Lê Thị Trang tiếp ứng và dứt điểm cận thành tung đóc lưới, mang lại bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho các tuyển thủ nữ U20 Việt Nam. Huấn luyện viên Akira là người thầy của rất nhiều những huấn luyện viên đang công tác. Vừa rồi thì bóng đã chạm tay Lê Hồng Yêu. Rất bất ngờ, đó là một quả penalty và có cảm giác như điểm chạm bóng ở ngoài vòng. Nhưng cánh tay thì rất có thể ở trong vòng. Nhưng đây là một pha bóng mà rất nhiều trọng tài sẽ không thổi penalty. Cầu thủ nữ của chúng ta đã chủ động chơi bóng, bóng chạm vào đầu gối và sau đó mới bắn vào cánh tay dang rộng. Đây rất có thể sẽ là một tình huống xử lý sai của trọng tài chính.
Benarskaya Veronica với những pha bóng chạm tay trong khu vực cấm địa. Nếu như cầu thủ bị động, bóng chạm một bộ phận khác của cơ thể và chạm cánh tay dang rộng thì đó sẽ là một quả penalty, giống như trường hợp chúng ta được hưởng penalty trong trận đấu với Singapore. Rất hồi hộp, chúng ta chờ đợi Danh Thị Kiều My. Kiều My không được, Kiều My đã đoán được hướng bắt nhưng đã không thể phá bóng thành công. Các cầu thủ nữ của Iran đã quá nôn nóng. Họ cố gắng giành bóng trong tay của Kiều My và đã xảy ra xung đột. Những phút cuối của trận đấu này sẽ trở nên rất hồi hộp. Những sự thay đổi người của huấn luyện viên Akira đã tạo ra những phản ứng ngược. Những cái tên vào sân từ băng ghế dự bị đã thi đấu không thực sự tròn với những người thi đấu trước đó. Lê Hồng Yêu với một tình huống tranh chấp thiếu thận trọng đã để bóng chạm tay. Tất nhiên sẽ có những sự phân tích và rất nhiều những luồng đánh giá về pha bóng vừa rồi. Người thực hiện cú đá này là Đào Thị Ngân. Bóng được thực hiện đúng với ý đồ của huấn luyện viên trưởng. Rất trông trải. Không hiểu vì sao các cầu thủ nữ Việt Nam lại dâng cao nhiều đến như vậy. Nhưng lần này thì Kiều My tiếp tục làm tròn vai trò của mình. Phút bù giờ thứ tư rồi. Chiến thắng đã rất gần với các nữ tuyển thủ U20 Việt Nam. Một trận đấu khó khăn trước một đối thủ mạnh. Nhưng trận đấu đầu tiên bao giờ cũng thế. Rất nhiều những áp lực đến từ tâm lý, đến từ sự chuẩn bị, đến từ sự bắt nhịp của các tuyển thủ. Cũng đã lâu rồi thì các cầu thủ chúng ta cũng chỉ tập chay và chuẩn bị cho giải đấu này thôi. Vòng loại thứ nhất đã thi đấu từ thời điểm tháng 3. Đó là thời điểm mà chúng ta cũng đã thi đấu xuất sắc với những chiến thắng cách biệt tại vòng loại 1. Chúng ta đã vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0, vượt qua Singapore với tỷ số 11-0 và sau đó thì cầm hòa Ấn Độ thành công với tỷ số 1-1 và góp mặt ở vòng đấu này. Hồ Thị Thanh Thảo, một trong những cái tên thi đấu xuất sắc của trận đấu ngày hôm nay. Và rất may mắn, đúng lúc này thì trọng tài Benarskaya Veronica đã thổi còi kết thúc thời gian thi đấu của cuộc đối đầu giữa U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Iran. Đã có những lúc thót tim, đã có những sự giật mình đến từ ban luyện và các tuyển thủ nữ khi họ để cho đối thủ rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở những phút cuối trận. Nhưng nhìn chung đây là một màn trình diễn tốt của các cầu thủ trẻ U20 nữ quốc gia Việt Nam. Họ đã thi đấu rất hay trong quãng thời gian thi đấu của hiệp 1 với một chất lượng chơi bóng vượt trội so với đối thủ. Và hiệp 2 khi ban luyện có những sự tính toán, có những sự chuẩn bị cho trận đấu thứ hai gặp Liban thì chúng ta đã có những sự chuệch choạc. Trọng tài cũng đã không hài lòng với một số thái độ thi đấu của các tuyển thủ nữ Iran. Họ đã bỏ vào phòng thay đồ quá sớm. Mười một cầu thủ của nữ Iran nhưng chỉ còn có 5 người đứng tại sân khi trận đấu kết thúc để thực hiện thủ tục kết thúc trận đấu. Đây cũng sẽ là điều mà ban tổ chức sẽ nhắc nhở các tuyển thủ nữ của Iran. Có vẻ như họ đã quá thất vọng với trận thua này, một trận thua mà khiến họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong những cuộc đối đầu tiếp theo với đối thủ mạnh Australia và cả nữ Liban nữa. Với chúng ta thì mong muốn rằng các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt và sau đó thì bước vào trận đấu tiếp theo với nữ Liban và giành 3 điểm trọn vẹn để góp mặt ở vòng chung kết U20 châu Á được tổ chức tại Uzbekistan vào năm 2024. Với chỉ một màn trình diễn thôi nhưng các cầu thủ nữ trẻ U20 Việt Nam đang cho thấy được tiềm năng rất lớn với rất nhiều những gương mặt tài năng và một lối chơi